Bây giờ mình chơi mạo hiểm xong, bây giờ mình xuống đây mình tắm hồ nha. Đây là hồ nước ngọt, có một số trò chơi nhỏ thôi, trò chơi nhỏ thôi. Rồi hồ nước nóng thì bên kia, mới chơi zip line xong. Đây, xung quanh đây đang sửa chữa, rất là rộng, rất là khung cảnh rất là đẹp nha, rất là rộng mà khách thì lại rất là vắng. Do Covid lạnh à? Lạnh sao? Trượt chưa Béo? Trượt đi. Vậy hả? Trời ơi. Lên đi, lên trượt cho quay phim đi. Bêu, lên trượt cho quay phim đi. Nóng không? Bêu lên xuống là chạy lên kìa. Phỏng rồi. Rồi, phỏng cái đít rồi. Phỏng cái đít rồi. Thôi đây tắm nước nóng nè. Thôi. Thôi qua bển tắm mình luôn luôn á. Nó lạnh đó, nó nhảy qua đây cái nó sao nóng thế. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Sao không tắm ở trên, tắm tốt dưới trời. Bên kia hồn nó ta ta. Nóng đã lắm anh, nóng đã lắm. Đã không? Nguyên cái đoạn dài luôn. Nước trong. Nguyên cái đoạn dài. Cả mấy độ? 45 độ hả? Ở trên nóng không? Ui nóng quá. Về cái bỏ luôn ổn ha. Nó không chìm hay nổi. Nó bằng nước bên đây không hả? Anh cứ lại đóng hơn chứ. Dễ hơn hả? Hả? À, cũng là chen. Bên đây nè. Nó chen nước mắt chứ gì đâu. Heo này nó mốt vô nấu nó tắm cho nó quấn nha. Nóng mà nóng. Dưới 16 độ không? Ấy. Người ấy ra lừa cho hoàn tuyệt vời. Lên chơi luôn. Mình phải lên tầng bạc, nói chung là tầng bạc nó sẽ có khác. Tầng bạc nó sẽ khác. Em cứ chọn đứng trước. Tầng bậc, bậc ở dưới là nó mát nhất. Bắt đầu bậc này nó có khối luôn nha. Bậc này nó có khối là đà luôn. Đây. Khối bay là đà luôn. Xuống đi. Xuống đi, tắm suối mà, tắm suối nóng à. Tắm suối nóng mà, mình phải xuống suối chứ. Suối khoáng nóng. Nắm giờ từ từ không? Hai cái đít để đây này, hai mít nước lại hai. Ừ, từ từ. Ủa, có gì đâu. Để cái chân để từ từ. À, đúng rồi. Ngồi nó ngập lên đây. Cây thì lục rễ nó chứ. Ủa mà vậy rồi sao mấy cây nó thấm được hay không ta? Ở trên bờ mà. Nó bông ra nè, nó bông ra nè. Bông nè. Nó luộc làm cái luộc. Nó từ tử quen phải không? Thôi nó luộc không đó. Lên cái chứng cũng được lắm à. Cái này tắm khoáng nha con, tắm nóng vậy là có khoáng tự nhiên. Chú này chú khoáng mà uống nước này được nè. Bị bệnh luôn á. Bị bệnh luôn á Bi. Có bệnh làm biến, bệnh nó bậy tắm vô là hết nó bậy luôn. Bệnh tàu lao. Bệnh không có lễ phép. Ừ.
Bình thẩm lại nói chuyện với lỗi sếp với mày. Thúi mà tắm tốt cho Bình thẩm lại cãi lại mày. Ây da đây biết chứ. Không biết. Ê, đang có ăn chè đít. Ở cái cây đó nó nóng hơn nhìn kiểm nghiệm không bình thường. Có kiểm xuống được rồi. Xuống được rồi. Xuống được rồi. Xuống được rồi nó quen à. Xuống được rồi nó quen. Cần bạc với xong. Cái này nó thoát nhiều cho rồi. Cái dù nó làm mất tiền. Cái vậy vậy chơi. Cho nó quen cái bụng. Ngồi xuống, con ngồi xuống. Cho nó quen cổ nặng lặn luôn. Thiệt tắm này là chỉ bệnh. Tắm khoáng này là không phải như nước nóng nha. Con biết người ta xây dựng đây không? Tại vì nó xuống cái này là xuống tự nhiên. Đồng ý cho cá biết nó nóng trong. Nếu mà người ta chạy điện vô đây là điện mà chạy xuống cũng được. Nè con xuống từ từ. Mà nó kêu tối nó kêu nấu nước cho nó tắm rồi tới tối. Con nằm ngang đi cho chặn nước lại. Nó được cái dòng suối về không? Ngàn mấy cây đó mới có dòng suối nóng rồi đó. Con xuống từ từ đi. Con xuống từ từ đi. Con hạ xuống từ từ. Hạ tận khúc thạch xuống kìa. Ừ. Ở đây nó có trước mắt là nó ba bậc nha. Đây là bậc thứ hai. Bậc thứ nhất là hồi nãy mình mới vô đó thì nó cỡ tầm 30 mấy 40 độ thôi. Bậc thứ hai nó sẽ tăng lên cỡ 5 độ. Đó. Mà nếu mình xuống liền sốc thì có thể nó khó chịu lắm. Mình phải ngâm từ từ. Và đây là bậc thứ ba nè. Không xuống hả? Nóng quá. Nhảy xuống đại đi, chăng da. Bậc thứ ba này chắc cỡ 5 phỏng rồi cỡ 50 độ. Chỉ tắm được bậc thứ hai thôi. Ui tới đây là muốn không xuống được rồi. Muốn không lên được nữa rồi. Nó từ ở trong núi đá nó chảy ra. Trong núi đá nó chảy ra là hình nó rồi người ta xây một cái dòng suối vậy luôn nè. Nên cho mình tắm ở dưới đáy này cũng được xây luôn. Hai bên thì làm đá trứng. Mình tựa lưng vô nó cái cây. Nè. Bốc khối luôn nè, thấy không? Để mình đi theo. Mình đi theo nha. Đó. Nó có ghi nè. Mình đi theo gia đình mình đi. À, độ sâu là 0,6 m. Nhiệt độ là 47 độ, đúng rồi. 47 độ. Là cái tầm này đây, cái tầng này đấy. Nó còn đi sâu vô nữa. Mà không biết ở trên này mấy độ. 47 độ là tắm hết được rồi. Không dám tắm à. Đi tắt qua đây kìa. Gì vậy? Ở đó lạnh hơn hả? Hả? Nóng hơn hả? Ủa sao ở đây 42? Vậy là cái nguồn mạnh nhất là chỗ đó hả? Ở đây 42 hả? Cái chỗ kia 47 độ đó. Đây, nguyên một cái đường nữa đây. Ở đây là bên này cũng là nguyên xuống nước nóng đây. Đây nó chảy xuống đây. Đây là 43 độ. Rồi, không biết sao không cho tắm trên đó. Vậy là cái nguồn ở đâu? Cái nguồn trong núi chảy ra là chỗ nào? Mà bên này lại nhẹ hơn. Không, ra đây ra. Nguồn dẫn từ đây ra. Nguồn dẫn từ đây ra là ống nước ra.
ống nước ra. Ống nước này mình không biết là trên núi dẫn xuống hay là người ta nấu nước. Kệ chuyện đó người ta ấy đi, chắc là trên núi chạy xuống chứ không phải đâu, trên núi chạy xuống ấy, nhưng mà người ta có ống dẫn. Còn đây là cao lắm, 47 độ. Chỗ này không biết sao làm kỳ kỳ. Làm gì vậy? Vớt em chồng lên hả? Đâu? À, trời ơi, lụm tay đại đi. Chồng chứ gì, lụm dục lên đi. Lụm đại đi. Cái này cho nó có cái ống nó dẫn, làm như nó dẫn ở trên suối trên kia xuống luôn, chứ không phải là chảy trực tiếp vô. Tầng này là dễ tắm nhất. Chỉ hồ giữa thôi, hồ trên 47 độ không ngâm được nha nè. Hồ này vừa. Vậy mà cũng có rễ cây sống nè. Nhìn cái hồ kia nó bốc khói luôn nè. Kìa nó bốc khói luôn. Thấy cái ghế để em lại ngồi anh. Tới đây nó giảm. Rồi. Hai đứa kia lại tốn kia hả? Thôi tắm đây đi. Thôi em tắm đây cho nó mát. Câu đi, chừng nào cái dây nó nhảy. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Lặn đi. Cha mày lặn bắt đầu mới tính giờ. Ok, lặn đi. Chưa để lấy hơi. Thi coi, thi nha. Bây giờ thi coi ai lặn lâu nhất nha. Ok. 1. Đếm được không nha? Cha mẹ đếm đi. 1, 2, 3. Tùy dây 27. Nước suối này có 3 tầng nha. Tầng lớn nhất vậy. Tầng ấm ấm, bắt đầu tầng trung bình và tầng cao. Tầng cao là 47 độ. Tắm mình tới tầng trung bình là hoàn nhất cả 40-45 độ. Giờ theo quy luật cái là vô cái tầng thấp nhất. Cảm giác đầu tiên là cái tầng thấp nhất mình bước vô nó cũng nóng lắm. Nhưng mà thấm dò xuống từ từ, cái thấm người xuống từ từ. Thấm từ từ bắt đầu nấy xuống. Nói chung là bước từ tầng 1. Cảm giác từ từ lạnh tới nóng thì nó sẽ không bị sốc nhiều. Giờ cái bản hướng dẫn người ta cũng hướng dẫn vậy. Giờ mình vừa xuống nha, vừa xuống là cái cảm giác giống như là xuống không được vậy đó. Không xuống được. Nhưng mà đứng hầu bắt đầu xuống được. Bắt đầu tới tầng thứ hai cũng vậy. Tầng thứ hai cũng vậy. Bước qua, bước không được, nhưng mà thật ra bước qua là từ từ. Từ từ. Qua nãy giờ mà.
Vậy hả? Nó qua tầng, mình thọt qua tầng tấm tầng 1 rồi xong qua tầng thứ 2. Qua tầng thứ 2 cái mình thọt dò qua cũng cũng rất là khó chịu, qua không được. Nhưng mà thật ra mình thọt dò rồi cỡ 5 phút bắt đầu mình chầm mình xuống từ từ là ok. Bắt đầu cái cảm giác khi quay ngược lại là xuống cái tầng đầu tiên là y như tầng nước bình thường, nhưng thật ra là nó cũng cả 40 độ á. Rồi các bạn cứ vô trải nghiệm nè. Xu nóng Abala. Xu khoáng Tân Thành. Xu khoáng Tân Thành Abala. Rộng rãi thoáng mát. Có resort, có khách sạn nhà hàng luôn. Đầy đủ. Có trò chơi cảm giác mạnh luôn. Zip line, đu dây zip line.